hàng truyền thống gồm có chiếc cúp và tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng. Giải nhất hàng hoa đột biến được trao cúp và tiền mặt trị giá 5 triệu đồng. Mời các đơn vị cá nhân là tác phẩm có tác phẩm được trao giải về sân khấu. Ban tổ chức sẽ trao cho các tác phẩm được giải nhất một chiếc cúp và trị giá 5 triệu đồng, các tác phẩm giải nhì trị giá 2 triệu đồng và các tác phẩm giải ba trị giá 1 triệu đồng. Trân trọng kính mời các chủ nhân của các tác phẩm được giải chúng ta lên sân khấu và nhận chiếc cúp cũng như giá trị tiền thưởng của các tác phẩm. Một lần nữa xin được kính mời các chủ nhân của các tác phẩm đoạt giải chúng ta lên sân khấu để nhận cúp và giá trị tiền thưởng cho các tác phẩm đoạt giải. Giải nhất trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 2 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Và bây giờ trân trọng kính mời các chủ nhân của các tác phẩm đoạt giải chúng ta lên sân khấu để nhận phần thưởng của ban tổ chức. Hai tác phẩm giải ba của Lan truyền thống sẽ được nhận quà từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời. Giải ba mang mã số 229 là Lan nuôi chồn và mã số 259 trầm rừng lên sân khấu để nhận giải thưởng của ban tổ chức. Và để tiếp tục chương trình hôm nay, trân trọng kính mời tác phẩm Phi Điệp mang mã số 31 của Lan truyền thống đạt giải nhì tại cuộc thi hôm nay. Xin mời chủ nhân của tác phẩm Phi Điệp mã số 31 lên nhận giải thưởng của ban tổ chức. Trân trọng kính mời. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chủ nhân của Phong Lan Phi Điệp mang mã số 31 đã đạt giải nhì tại cuộc thi Hoa Lan, Hội Hoa Lan 2019 hôm nay. Đúng như với cái đùa lan bản thân lên.
Xin quý vị một tràng pháo tay lớn đi ạ, để chúc mừng cho chủ nhân của Lan truyền thống buổi sáng ngày hôm nay tại cuộc thi. Xin được chúc mừng chủ nhân của Dò Lan Phi Điệp mang mã số 31 đang đoạt giải nhì tại cuộc thi Hội Hoa Lan Thái Bình 2019 năm nay. Xin cảm ơn ông Phạm Ngọc Sinh đã trao giải nhì cho Dò Hoa Lan Phi Điệp mã số 31. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chứng kiến Dò Phong Lan Phi Điệp tím đoạt giải nhất mang mã số 304 trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng chủ nhân của Dò Phi Điệp tím mang mã số 304 đoạt giải nhất của Lan truyền thống trong buổi thi năm nay. Chủ nhân đoạt giải nhất của Lan truyền thống nhận cúp và giải thưởng của ban tổ chức. Xin được chúc mừng. Lan đột biến trở về sân khấu để nhận giải thưởng của ban tổ chức. Tôi xin đọc mã số 242 giải 3 Dò Lan Trắng Tân Phong 1. Trân trọng kính mời chủ nhân của Dò Lan Trắng Tân Phong 1 mang mã số 242 trở về sân khấu. Đây là chủ nhân của Lan Đột Biến đã giành giải 3 tại cuộc thi năm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng chủ nhân của mã số 242. Giải 3 tiếp theo xin mời mã số 92 giải 3 mã số 92 Lan Trơn Thành. Trân trọng kính mời. Mã số 92 năm cánh trắng Trân Thành đạt giải 3. Xin mời chủ nhân lên nhận giải thưởng của ban tổ chức cũng như cờ lưu niệm. Xin được chúc mừng anh. Và xin mời quý vị cùng tiếp theo hướng mắt về sân khấu để chào đón chủ nhân của Dò Phong Lan Hồng Ca Bang mang mã số 245 đoạt giải nhì. Xin mời mã số 245 Hồng Ca Bang trở về sân khấu nhận giải thưởng của ban tổ chức. Dò Phong Lan đã đặt giải nhì trong cuộc thi năm nay. Trân trọng kính mời anh Tiến Nato về nhận giải thưởng của ban tổ chức. Người có Dò Phong Lan mang mã số 245 Hồng Ca Bang.
Trân trọng kính mời anh Tiến ạ. Kính mời anh Tiến Na Tô chúng ta trở về sân khấu để nhận giải thưởng của ban tổ chức cũng như cờ lưu niệm tại cuộc thi năm nay. Trân trọng kính mời anh. Của mã số 363 với số 05 năm cánh trắng ruby đoạt giải nhất của cuộc thi năm nay. Mã số 363 năm cánh trắng ruby sẽ nhận được chiếc cúp, cờ lưu niệm và giải thưởng của ban tổ chức. Một lần nữa xin được chúc mừng chủ nhân của mã số 363 và rất mong ngày này năm sau anh lại đoạt giải nhất tiếp theo. Và bây giờ trân trọng kính mời mã số 245 Hồng Ca Bang đạt giải nhì. Chủ nhân của mã số 245 Hồng Ca Bang đạt giải nhì của cuộc thi này nhận cờ và giải thưởng của ban tổ chức, trân trọng kính mời anh. Đoạt giải nhì của cuộc thi năm nay nên nhận cờ lưu niệm cũng như giải thưởng của ban tổ chức. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình xin cảm ơn ông Phạm Ngọc Sinh đã trao giải thưởng cúp cờ lưu niệm cho các chủ nhân được giải trong hội thi Hoa Lan tại hội thi Hoa Lan 2019 tổ chức tại thành phố Thái Bình năm nay.